Đây là thế này thôi sao? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ly coca nhỏ như vậy. Tớ đã may mắn hơn cậu rất là nhiều. Hơn sao? Nhìn xem tớ thật may mắn làm sao. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bình như vậy. Nhưng mà có người sẽ ít nhất sẽ bắt đầu vậy. Mary, cậu là người đầu tiên nhé. Dễ thôi. Bây giờ tớ phải mở cái bình nhỏ này ra. Nhưng mà làm nào dỗ? Ngay cả răng cũng không giúp được gì. Nhưng mà tớ vẫn sẽ làm được thôi. Nào, mở nhanh lên. Này, nhận lấy đi. Ta-da, tớ đã nói với cậu tớ sẽ làm được mà. Ôi, ngon quá. Thật tiếc là quá ít. Emma, bây giờ đấy là cậu rồi đấy. À, được rồi. Không giống như Mary, đồ uống của tớ không có vấn đề gì khi mở luôn. Ôi, ngon quá. Nhưng mà tớ vẫn thích một cái gì đó hay hơn. Tại sao không làm coca ngon hơn nhỉ? Ví dụ như cho thêm một ít mật ong vào này. Tuyệt, tớ nghĩ nó sẽ rất là ngon đấy. Sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần lắc nó lên thôi. Tớ nghĩ đủ rồi. Và tất nhiên coca không nên được uống khi ấm, cần phải làm lạnh nó nữa chứ. Xong rồi. Bây giờ thì tớ có thể uống. Hay đúng hơn là ăn nó. Nhìn này. Oh wow. Trời ạ, đó là thạch vị coca. Đúng rồi, tất cả là nhờ mật ong và sự lạnh lẽo. Tớ rất là vui mừng luôn. Tớ muốn ăn mọi thứ cùng một lúc luôn. Ôi trời ạ, nó kéo ra dài quá. Ôi, cái này chắc là ngon lắm nhỉ. Ồ, trời ạ, mật ong dính hết cả vào tay tớ rồi. Trời ạ, các bạn có thể giúp tớ được không? Không, 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 chúng tớ không muốn bẩn đâu. Thôi, phải sử dụng bàn vậy. Xong rồi. Nhưng mà tay thì chắc là chỉ phải liếm thôi. Thôi được rồi, bây giờ đấy là tớ nhá. Ôi, tớ đã chuẩn bị một cái ống hút cho cái này này. Tuyệt phải không? Ôi không, trời ạ, nó chìm xuống dưới rồi. Ôi, như này tớ chắc chắn sẽ không uống được coca. Thật tốt khi tớ có cả một đống ống hút. Và tớ có thể dễ dàng làm một cái ống hút còn dài hơn nữa từ nó. Emma, tớ đề nghị chúng ta nên mượn một ít từ cậu ấy nhỏ. Và coca nữa. Còn đây là cái gì nữa? Này, các bạn không thấy xấu hổ sao? Khi còn nhỏ, các bạn không được rời đây, không được lấy đồ của người khác sao? Trời ạ, đồ tham lam. Chúng ta cần phải dạy cho cậu ấy một bài học. Đúng, tớ đã đồng ý. Thật tốt, nên chúng ta luôn mang nguyên tốt theo mình. Xong rồi, bây giờ coca sẽ phun trào. À, trời ạ, nó phun hết cả ra rồi. Ôi, bây giờ tớ nhấp nháp. Ôi, tớ là ghê tởm. Ôi, bây giờ tớ không có gì để uống. Nhưng mà cũng rất là buồn cười mà. Ôi, nhưng mà nó rất đáng giá. Ôi, tớ chắc chắn sẽ không ăn no với phần này đâu. Ôi, Kit, đây là mì cay. Vì vậy, cậu rất may mắn, còn tớ không may mắn. Cậu không may mắn sao? Cậu đã nhìn thấy cái xô trước mặt tớ chưa? Thật tốt khi Kit bắt đầu ăn lần này nhá. Thôi được rồi, tớ không sợ đâu. Tớ có thể xử lý được. Và nó còn có rất ít nữa chứ. À,
hay quá. À, trời ơi các bạn ơi, ôi thật là khó chịu. Ồ, nó không tốt chút nào. Emma, tớ không ghen tị với cậu một chút nào đâu. Tớ càng sớm ăn quả bom này thì càng nhanh tớ ăn xong. Nào, có vẻ như vẫn ổn. Ôi, tớ nghĩ đã hiểu Kate đang nói về điều gì rồi. Ôi trời ạ, cay quá. Oh wow, tớ chưa bao giờ thấy ngọn lửa như vậy trước đây đâu. Đấy, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Nước đã giúp tớ. Mary đừng nói nữa, đến giờ ăn rồi. Không, không, tớ không làm đâu. Trời ơi, tớ không thể. Nhưng mà, tớ sẽ thử. Nào, bây giờ tớ sẽ xử lý mày. Các bạn ơi, tớ khó chịu quá. Emma, cho tớ nước. Chúng ta là bạn bè mà, và bạn bè sẽ không bỏ nhau. Đây, bây giờ chúng ta hãy giúp Mary. Mary. Ôi, ôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời ạ, tớ có thể tiếp tục ăn. Chỉ đừng có quên xịt. Ồ. Mary, cậu luôn có thể phụ thuộc vào chúng tớ. Tớ đồng ý. Ôi trời ơi, nhưng mà các bạn đừng quên. Ôi hình như hết nước mất rồi. Ôi không, thật là không đúng lúc kìa. Oh wow. Các bạn ơi, xin lỗi vì tóc nhá, tôi không cố ý làm như vậy đâu. Ai, cây xương rồng nhọn quá. Ôi rất sắc và rất là to nữa chứ. Của cậu to sao? Không, cậu vẫn chưa thấy của tớ thôi. Tớ sẵn sàng chết ngất vì một cái nhìn. Bình tĩnh, mọi thứ vẫn sẽ ổn. Ồ, Mary, chúng ta sẽ thấy điều này. Ví dụ cậu có thể ăn xương rồng cậu trước nhá. Ồ, tớ có một ý tưởng. Tại sao không loại bỏ tất cả cái cây kim từ cây xương rồng này chứ? Như này thì chắc chắn tớ sẽ không đau rồi. Rất là tuyệt vời. Ôi trời ạ, vị trông thật là kinh. Ôi ghê quá trời ạ. Thôi tớ không bị gai đâm vào. Thôi được rồi, tớ cũng sẽ bỏ những cái gai đi. Nhưng mà tớ sẽ làm điều đó theo cách thanh lịch hơn một chút. Kia. Sẵn sàng. Emma, cậu là một ninja thực sự. Hoàn hồ. Cảm ơn các bạn, tớ đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mà đừng nói nữa, đến giờ ăn rồi. Ôi không, ghê quá đi mất. Trời ạ, à, ngay với thứ ghê tởm này, ngay cả một ninja cũng không thể đối phó được. Ghê quá. Nhưng mà cậu vẫn phải ăn nó thôi. Trời ạ, à, ai đã nghĩ ra những quy tắc ngu ngốc này vậy? Ôi, ôi, trời ạ, à, đủ rồi. Tôi chưa bao giờ thấy gì tồi tệ hơn trong thời gian này. Kết, cậu là người duy nhất còn lại đấy. Tại sao các bạn lại làm điều này với tớ? Tớ đoán tớ sẽ đi theo con đường của Mary. Tớ sẽ rút tất cả các kim bằng cái nhíp này. Ôi, tớ có ý tưởng nhanh hơn. Kết, cầm cái cưa này đi. Cưa? Không, tớ không biết dùng nó như nào đâu. Để tớ dùng nhíp, rất là dễ. Emma, hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi rất lâu đây. Ồ, như thế này này, chuyện như vậy đấy.
Kate, bao giờ cậu mới xong? Ôi trời ơi, tớ không thể chịu được nữa rồi. Ôi, thôi đừng có than nữa, còn một tí nữa thôi. Đấy, tớ đã làm xong rồi. Ê, các bạn ngủ rồi sao? Vậy thì phải tự thử nó thôi. Mùi cũng không tệ đâu. Ôi, trời ơi, ghê quá. Trời ạ, vị thật là ghê tởm. Ôi trời ạ, mọi người đều ngủ hết rồi. Vậy thì tớ sẽ vứt nó đi và sẽ không ai biết. Hả? Chuyện gì vậy? Ôi, đó là tớ. Trời ạ, tớ thấy cảm thấy ghê quá đi mất. Ôi, tớ đã làm đổ nó rồi. Khổ thân Kate. Ừ, may quá. Tuyệt quá, tớ rất yêu Nutella. Đặc biệt là khi có rất là nhiều. Wow. Ôi, nhưng mà tớ còn có rất nhiều nhất. Ừ, trời ạ. Nhưng mà Kate vẫn bắt đầu. Đi đi. Ôi, trời ạ, thử Nutella còn quá sớm. Đầu tiên phải làm một chiếc bánh mì nướng nhỏ để có thể bôi sô-cô-la lên đó. Hãy nhìn xem, tớ có bộ đồ nghề dễ thương làm sao. Ôi, đợi một chút. Lật nó. Và một cái bánh mì nướng đã xong rồi. Đến lúc phải bôi sô-cô-la lên nó rồi. Ôi, các bạn nhìn xem nó dễ thương làm sao. Dễ thương quá. Và rất là ngon nữa chứ. Ôi, đúng rồi. Trời ạ, tớ thấy rất là vui. Ôi, tớ muốn ăn như này suốt. Ôi, trời ạ, buồn quá. Cái này hết rồi. Mary, đấy là cậu. Ôi, thôi cuối cùng cũng đấy là tớ. Tớ có thể thưởng thức Nutella mà không cần thức ăn bổ sung. Tất cả những gì tớ cần để hạnh phúc là những ngón tay của mình. Ôi, vị ngon quá đi mất. Trời ạ. Ôi, như này không gọn gàng cho lắm đâu. Nhưng mà rất là ngon. Ôi, vẫn còn một ít này. Cái gì? Trời ơi. Ôi, tay tớ. Kê giúp tớ với. Tớ bị cái tay rồi. Có lẽ tớ dùng cưa nhá. Không, trời ơi, không, không phải nói chú. Ồ, Emma, cậu là một thiên tài. Cảm ơn cậu rất nhiều. Đến lúc phải nói lời tạm biệt với lọ rồi. Dù sao thì Nutella không còn nữa. Emma, đấy là cậu rồi đấy. Hay quá, hãy nhìn xem có bao nhiêu là sô-cô-la này. Ôi, tuyệt quá. Nhưng mà tớ chắc chắn rằng ngay cả với số lượng như thế này, tớ có thể xử lý nó rất là nhanh. Tớ thậm chí còn đã chuẩn bị một cái thìa rất là lớn cho nó. Ôi, đúng rồi. Ôi, nhìn ngon thật đấy. Ôi, trời ạ, thìa to như này. Thực sự là rất bé với cả cái máy. Không sao, tớ không cần thìa. Tớ sẽ đổ hết tất cả vào mồm. Kết, ôi, cậu nói gọn gàng cái gì vậy? Ờ, Emma, cậu có cái gì đó dính trên mặt kìa. Sao vậy? Ôi, không sao, điều chính là ngon. Tớ không quan tâm đến phần còn lại. Wow, khoai tây chiên sô-cô-la khổng lồ, tuyệt quá. Thật tệ là tớ không thể nói vậy những phần bỏ nhỏ bé của mình. Ôi, thật là tuyệt là tớ nhận được một gói lớn hơn. Có một điểm tốt, tớ có thể ăn khoai của mình nhanh hơn bất kỳ ai luôn. Điều này không được gọi là điểm tốt đâu. Ê, cậu đang làm gì vậy? Ồ, nhìn Mary kìa. Tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Tớ cần thêm nước sốt nước ngọt vào khoai tây của mình. Chỉ cần nhìn đi, trông cho ngon ngọt như thế nào. Tớ đã chảy cả nước dãi rồi đây này.
Ôi đúng rồi, nó ngon, bổ sung tuyệt vời. Một kiệt tác thực sự ngọt ngào. Ôi Mary, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi tớ không thể kìm nén được. Xin lỗi, tớ muốn ăn tất cả mọi thứ cùng một lúc. Rất vui vì cậu đã làm được. Bây giờ đấy là tớ ăn nhá. Đây là một tin tức thật là tuyệt vời. Ôi thật là nhiều sô-cô-la, rất là phong phú. Ôi không, có vẻ như bao bì sắp rơi rồi. Trời ạ, Tết, cậu phải cẩn thận chứ. Chàng trai tội nghiệp, ôi chắc là đau đầu lắm đây. Ôi sao đẹp thế. Tớ cầu xin, hãy nói với tớ đây không phải là sự thật đi. Tớ nghĩ đó là thật đấy. Các bạn ơi, đây là con bạch tuộc thực sự. Trời ơi, nó thật là nhầy nhợ. Ôi, ghê quá. Trời ơi, tại sao tớ lại chạm vào nó chứ? Ôi trời ơi, ghê quá. Thôi được rồi, tớ sẽ ăn nó vậy. Tớ sẽ ăn thật nhanh. Ôi, tớ nghĩ trong khi tớ nhai, tớ sẽ không cảm thấy cái gì hết. Ôi trời ạ, tớ là kinh tởm. Ồ, có vẻ như ổn rồi, tớ có thể nuốt được. Tết, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Chúc cậu may mắn nhá. Ôi, chắc chắn nó sẽ không thừa đâu. Hãy nhìn xem nhông nó tởm lợn như thế nào. Ôi, tớ nghĩ nó sẽ rất là kinh khủng. Ngoài ra chúng rất là dài, tớ thậm chí không thể cắn được. Ôi, cuối cùng cũng làm được. Trời ạ, nó hơi giống spaghetti, nhưng mà savi. Ê, bình tĩnh lại đi, cậu chưa ăn xong đâu. Ừ, cậu nói đúng rồi, tớ sẽ ăn tất cả mọi thứ, những gì còn lại. Đấy, như này sẽ ổn hơn. Ôi, tớ thấy tệ quá. Cậu nghĩ gì vậy Kate? Tớ sẽ không ăn bạch tuộc sống đâu. Vì vậy tớ sẽ nấu nó một chút. Bếp gà sẽ giúp tớ. Có vẻ như ổn rồi này. Hãy nhìn xem, các xúc tu đang có một lớp vỏ giòn đẹp lắt. Trông nó rất là ngon miệng. Tớ đã không bao giờ nghĩ rằng tớ có thể nấu nó như vậy. Nào đến lúc phải thử món ăn của tớ rồi. Ôi, trông có vẻ như là rán đủ rồi đấy. Và... ồ, ngon thật đấy. Trời ạ, tớ đã không nghĩ là nó có thể như vậy. Ôi, đây là thứ ngon nhất. Ồ, wow. Trời ạ, cậu giỏi lắm. Ôi, các bạn đang làm gì vậy? Ôi, một phần thật là nhỏ bé, thật là đáng tiếc. Mọi người hãy nhìn đây. Các bạn có lý do để ghen tị đấy. Ồ, wow, Mary, cậu có gì vậy? Tớ không nhìn thấy sao? Đó là quả dưa hấu khổng lồ. Ôi, tớ thích nó biết bao. Ôi, thế sao cuộc đời lại bất công với tớ như vậy? Mọi người đều quả dưa hấu khổng lồ, còn tớ thì được quả kẹo bé xíu. Trời ơi, lại còn rất là cứng nữa chứ. Ôi, có thể gãy cả răng luôn đi. Kate, cậu có chắc chắn bắt được không? Ôi, cậu ấy dường như đã đánh giá quá cao khả năng của mình rồi. Không, tớ vẫn làm được thế này. Ôi, cuối cùng tớ có thể ăn phần của mình. Tớ nghĩ cũng đã đến lúc tớ phải ăn rồi. Gọt dưa hấu bằng một con dao sắc để lấy cùi nhá. Đấy, như này này, tớ làm được lắm. Một ngày nào đó tớ có thể kiếm được một cái việc gọt dấu. Còn đây là quả dưa hấu ngon ngọt. Ui, nó đẹp lắm sao. Thật là tuyệt. Tớ đã cố gắng hết sức. Nó rất là giá trị. Đấy, xong rồi, rất là ngon luôn. Còn tớ thì làm như nào để có được cốt ngon bây giờ? Có lẽ đập quả dưa hấu bằng cái búa. Nhận lấy này. Ồ, tớ đang làm tốt lắm. Trông được này. Ồ, wow, Mary. Quá là dễ dàng. Tớ có thể làm được mà. Còn bây giờ, tớ sẽ làm một cái này nữa. Cái này rất là tuyệt vời. Tớ sẽ làm một cái smoothie bằng dưa hấu. Ồ, wow. Tớ chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như này. Tớ đã rất là vui vì có thể làm cậu ngạc nhiên. Cậu định uống hết sao? Tớ chắc chắn đây không phải là vấn đề. Đỉnh chính là cái cốc này rất là lớn. Ừ, cần phải cẩn thận. Ồ, để tớ giúp cậu nhá. Ôi, nặng thật đấy. Trời ạ, tớ không thể giữ được đâu. Tết, cậu đang làm gì vậy? Trời ạ, tất cả mọi thứ đổ ra khỏi miệng tớ rồi. Xin lỗi. Trời ạ, cái ly nặng quá tớ không cầm được. Đây, đây là những gì còn lại. Trời ạ, bỏ tay ra, tớ không cần sự giúp đỡ của cậu nữa, cảm ơn. Kate, tớ không cố ý mà. Tất nhiên là tại cậu rồi. Ôi, wow, thật là một sự bất ngờ. Và nó thực sự là của tớ. Ôi, cậu ấy may mắn thật đấy. Trời ạ, phần của tớ nhỏ hơn cậu gấp 10 lần. Hãy nhìn đây này.
Đây mới là không công bằng. Tớ lại như mọi khi được ít nhất. Trời ạ, tớ còn không thể cầm cái này bằng ngón tay luôn. Phải dùng nhíp để nhấc lên. Hy vọng tớ có thể nếm thử một cái điều gì đó. Có vị gì không? Nhưng mà rất là mờ nhạt. Trời ạ, phải đổ hết vào mồm vậy. Ồ, như này tốt hơn rồi. Bây giờ tớ có cảm nhận được sô-cô-la. Ôi, tớ không thể nào mà kìm được nữa rồi. Đến lúc phải thử kẹo của mình. Ngon quá. Tớ nhận ra hương vị này từ 1000 hương vị khác nhau. Ôi, nó làm tớ phát điên. Ôi, trời ạ, tớ làm đổ hết cả sô-cô-la ra rồi. Nhưng mà tớ cần phải lấy lại chúng thôi. 3, 2, 1. Thế là xong. Phần của tớ đã hết rồi. Thật là tuyệt. Ôi, đây là một viên kẹo khác. Tớ suýt thì bỏ lỡ nó. Bây giờ là cậu Mary. Tớ đã bắt đầu rồi, nhưng tớ không thể cắn được một viên kẹo. Thôi được rồi, tớ mệt mỏi lắm rồi. Tớ sẽ cần cưa. Với sự giúp đỡ của nó, tớ có thể làm được. Hãy nhìn xem, tớ đã nói cho cậu rồi mà. Ted, cậu có nghĩ giống tớ không? Ôi, tuyệt lắm. Trời ạ, chưa bao giờ nếm thử bất cứ thứ gì ngon hơn. Ê, các bạn đi đâu hết rồi? Ê, kẹo của tớ đâu hết rồi? Nào, dừng lại! Ui, Mary thấy chúng ta rồi, phải chạy thôi! Ôi, tớ sẽ vẫn tìm được các bạn thôi! Ôi! Ôi, không bao giờ đâu! Tớ chưa bao giờ thấy một lọ Nutella nhỏ như vậy! Tớ nghĩ là tốt nhất là không nên nhìn nó! Nhìn của Mary kìa! Chẳng phải, may mắn đã mỉm cười với tớ rồi sao? Tớ đã chờ đợi phần lớn của mình bao nhiêu lâu rồi! Và bây giờ đã đến lúc. Ôi, mình sẽ không trì hoãn khoảnh khắc nào thú vị này nữa. Tớ sẽ thử một miếng. Ôi trời ạ, sô-cô-la này quá là thần thánh luôn. Trên thực tế, tớ cũng không nói không với sô-cô-la đâu. Ngay cả phần của tớ rất là nhỏ, nhưng mà tớ vẫn sẽ ăn nó. Tớ chắc chắn bên trong nó cũng ngon như sô-cô-la của cậu thôi kết. Ôi vâng, Nutella thật là tuyệt vời. Ôi, tớ sẽ liếm cái lọ đến cùng nhá. Nhưng mà nó nhỏ đến mức, ôi, cả lưỡi cũng không lấy được. Nhưng mà tớ sẽ không bỏ cuộc, mọi thứ bên trong lọ sẽ hết vào miệng tớ. Mary, cẩn thận, đừng có nuốt hết luôn nhá. Đừng lo, tớ đã làm rất là tốt. Hoan hô, đó là kỹ năng. Tớ sẽ cố gắng để không bị mất mặt. Mặc dù tớ phải thú nhận, sau này rất là khó để làm được điều này. Nhưng mà tớ sẽ không chịu thua đâu. Ồ, thật là ngon. Tuyệt quá, tớ đã không thể nào mà nếm mắm này trong thời gian dài rồi. Ôi, và tớ không thể nào mà kiểm soát được bản thân trong khi ăn sô-cô-la đâu. Ôi, không cần thiền nữa, tớ sẽ ăn nó bằng tay. Rất nhiều, như này ngon hơn và tiện lợi hơn rất nhiều. Ôi trời ạ, tớ bị kẹt mất tay rồi. Trời ạ, tại sao lại xui xẻo vậy? Ted, làm ơn bình tĩnh lại đi, bây giờ tớ sẽ giúp cậu. Ôi, cái lọ ngu ngốc, tớ không thể nào mà cởi nó ra được. Ồ, được rồi. Và nó đầy sô-cô-la. Trời ơi, tớ muốn ăn nó làm sao. Nếu các bạn đã hoàn thành, hãy để tớ đi bơi nhá. Tớ đã mặc đồ tắm rồi đây này. Bạn ấy đang làm gì vậy? Tớ cũng không hiểu. Hay là Kate bị kẹt ở trong lọ rồi sao? Ồ, wow. Ôi, tớ nghĩ chắc là rất đau đấy. Ôi, tớ đây rồi. Ôi, thật là hạnh phúc. Bao nhiêu là sô-cô-la xung quanh. Tớ sẽ tiếp tục nằm như này một chút nữa vậy. Đồ ngọt của chúng ta đâu rồi? Nó dường như đang bay. Chỉ có vậy thôi sao? Một cái mắt nhỏ xíu. Nhưng vẫn là chưa tất cả. Cô bạn có cái nhỏ, còn của tớ đã lớn hơn nhiều. Đây chỉ là sự may mắn thôi. Đúng vậy, tớ là người may mắn nhất cho chúng ta. Hãy xem con mắt khổng lồ này đã rơi vào tay tớ. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cái gì to hơn chưa? Chưa, vì vậy tớ thực sự muốn thử nó. Nhưng bạn không thể, bạn chỉ được ăn đồ của bạn thôi. Ồ, nó nhỏ đến mức mà tớ có thể ăn nó với một miếng. Hay là một miếng ném. Như này này. Bây giờ bạn không có cả nhỏ nữa. Của tớ thì nhìn này rất là lớn. Bạn có thích cái này không? Cho tớ cắm một miếng đi. Đừng có mơ, không đời nào, tớ sẽ tự ăn hết. Ôi,
thật là ngon. Nếu bạn thấy ngon hay cho tôi với. Không, không được đụng vào. Tôi chỉ thử thôi mà. Không, nó là của tớ. Của tớ. À, đáng đời. Bây giờ hãy nằm ở đấy và tớ sẽ ăn. Không, trả lại mắt cho tớ. Cái này của tớ. Ôi, mình đang dừng lại đâu nhỉ? Không, nên cắn từ đầu khác. Thôi, nghe này Kit, bạn có thể chia sẻ với tớ được không? Biến đi. Không ai chia sẻ với bạn đâu. Bạn đã ăn đủ rồi. Chính xác. Hơn nữa, tớ không cần sự trợ giúp của bạn để ăn cái mắt của tớ đâu. Tớ thử cắn từng miếng nhỏ nào. Thế nào rồi? Bạn cần sự trợ giúp đấy. Trời ơi, đấy, bạn không chia sẻ mắt với tớ. Bây giờ bạn cần sự giúp đỡ. Hoan hô, tớ nhìn được rồi. Nhìn này, nó bay trở lại. Ôi, tớ có những người bạn thật là tốt. Họ đã cứu tớ, lại còn để mắt cho mình chứ. Ôi không, ớt là không hay chút nào. Tớ thì nói sẽ khủng khiếp. Các bạn nói thì dễ, quả ớt của tớ khổng lồ thế này. Tớ phải làm gì với nó bây giờ? Nó to quá. Được rồi, đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Xin đi bắt đầu đi. Ừ, tớ sẽ ăn nó ngay bây giờ. Nhìn này một cách dễ dàng. Và không cay một chút nào. Gần như không cay. Không cay. Cay quá, cay quá, cho tớ ngụm nước. Ôi, thật may mắn khi có nước ở gần. Cố lên lên đi. Bây giờ là bạn. Tớ, nhưng tớ rất sợ. Nào, bạn là đàn ông mà. Chán chờ rồi. Ôi, có vẻ như bây giờ tớ cảm thấy rất tệ. À, tớ đang cháy, cứu tớ với. Chúng tớ đây, lính cứu hỏa Cindy và Kate. Ôi, cảm ơn rất nhiều. Nếu không có các bạn, tớ chắc chắn sẽ bị cháy. Sao Kết? Bây giờ tớ lật bạn đấy. Ăn đi. Tớ không có thời gian, tớ phải đi đây. Dừng lại, bạn không được đi đâu hết cả. Phải ăn hết chỗ này đi đã. Thôi được rồi, tớ sẽ thử. Không tệ lắm. Sao rồi? Không, bây giờ bà phải ăn nó toàn bộ. Các bạn đang làm gì vậy? Chúng tớ đang nhét ớt vào bạn. Bạn phải ăn nó chứ. Tớ đang nghĩ chúng ta là bạn. Chúng ta là bạn mà. Và đến lúc bạn của bạn phải tự cứu lấy mình. Bởi vì bây giờ sắp có hỏa hoạn rồi. Cháy. Tớ đang bị cháy ở đây. Tớ cảm thấy nó cay như thế nào. Giúp. Tạm biệt Kate. Gửi ảnh từ không gian cho chúng tớ nhá. Tớ nghĩ chúng ta sẽ đợi bạn ấy lâu đấy. Hy vọng chúng ta sẽ có một cái gì đó ngon. Và tớ có một cái gì to to. Nói ít thôi, làm nhiều đi. Đó là tất cả sao? Chưa có một cái bánh nhỏ vậy sao? Ai đó dường như không may mắn rồi. Nói ít làm nhiều đi. Tớ rất thích ăn bánh mì kẹp thịt. Nhưng tớ muốn nhiều hơn nữa. Có vẻ như của tớ sẽ có nhiều nhất. Tớ cá cược với các bạn hết đấy. Như tớ đã nói, tuyệt vời. Gì? Tớ không công bằng. Đơn giản nó phải là của tớ. Đừng hét. Tốt hơn bạn nên xem tớ ăn đi. Vì tớ là một cô gái gọn gàng nên khăn ăn chắc chắn sẽ không thừa. Tớ cũng cần một cái dĩa và một con dao để cắt chiếc bánh mì này ra. Trời ơi, không thấy rằng bạn đang cắt cái gì. Đây, nhìn này.
Một cô gái thanh lịch đang cắt một chiếc bánh mì kẹp thịt. Các bạn không hiểu bất cứ điều gì quan trọng về văn hóa cả. Ngon thật đấy. Bây giờ lau miệng nữa là xong. Bây giờ đấy là các bạn đấy. Không phải của bạn mà là của tớ. Tớ đói quá, vì vậy tớ sẽ ăn bánh chiếc cặp thịt này càng nhanh càng tốt. Tớ sẽ cho hết vào mồm. Ngon quá. Ôi, chắc chắn bạn không biết cách lịch sự gì cả. Ai quan tâm đến cách cư xử khi bạn chỉ có một món ngon như vậy trước mặt. Thật đáng tiếc rằng nó rất nhỏ. Ừ, tội nghiệp thật đấy. Bánh burger của tớ thực sự là ấn tượng. Nó nặng đến mức tớ không thể nhấc nó lên được. Đành phải ăn thế này thôi. Hay để tớ ăn cho. Bỏ ra, tất cả là của tớ. Không có sự trợ giúp của bạn, tớ không có thể ăn được nó. Ví dụ sử dụng một con dao và một cái dĩa. Nhưng hình như nó nhỏ quá. Không sao, tớ có một con dao lớn. Trời ạ, tại sao lại không vượt nhở? Vậy đã, đến lúc dùng máy cưa rồi. Trời ơi, đừng cắt chúng tớ. Tớ không cần các bạn đâu, tớ cần bánh mì kẹp thịt của tớ. Xong rồi. Hãy xem vẻ đẹp này đi. Bây giờ tiện nó ăn hơn rất nhiều. Và điều chính là ngay cả bàn tay cũng không bị bẩn. Ôi, bây giờ bạn có thể chia sẻ với chúng tớ chứ. Đừng có mơ, không bao giờ đâu. Trời ơi, bạn tham thật đấy. Tớ không tham, tớ chỉ đói thôi. Cẩn thận đấy, tớ vẫn theo dõi các bạn. Không, thực sự ích kỷ. Tớ không quan tâm bạn gọi tớ là gì. Nhìn xem bụng bạn đã phồng lên rồi kìa. Bạn không thấy xấu hổ sao? Cái gì? Bụng của tớ? Trời ơi, làm gì bây giờ? Cần phải đi tập gym ngay lập tức.